cái bài kinh Tự Hoan Hỷ này nè rất là đáng để mà mình tụng đọc mỗi ngày. Bởi vì kinh, tôi nhắc lại, kinh nào cũng là lời Phật, kinh nào cũng là vàng hết. Nhưng mà riêng cái một số bài kinh á là tổng lược giáo lý. Đấy, tổng lược giáo lý, tổng lược giáo lý có nghĩa là gom gọn giáo lý. Còn có những bài kinh thì nói sâu, chuyên biệt về một đề tài nào đó. Nhưng mà có những bài kinh là tổng lược, là gom gọn giáo lý. Chẳng hạn như bài kinh này. Bài kinh này rất là đáng để bà con tụng đọc mỗi đêm. Tức là mình bớt cái chuyện mà cầu nguyện chư thiên, rồi quay lực Tam Bảo, rồi xin cho con đừng bị cái này, xin cho con có được cái kia, bớt cái đó được, nếu được cắt giảm hai cái vụ cầu nguyện đó. Riêng bản thân tôi nhận thấy là Nam Mô Bụt Tha Giá là đủ rồi, con xin kính lễ Đức Phật là đủ rồi. Và cái phần còn lại đó là để là trùng tụng lại mấy cái bài kinh như thế này. Bây giờ mình điểm lại nội dung bài kinh này cho nó dễ nhớ. Ở trong Trung bộ Kinh đó, có cái bài Đại Kinh Sư Tử Hóc, bài đó Đức Phật Ngài giảng cho Ngài Xá-lợi-phất. Và cái bài kinh này đó là Ngài Xá-lợi-phất thưa chuyện với Đức Phật. Có hai cái điểm đặc biệt. Cái điểm đặc biệt thứ nhất, có hai cái trùng hợp đặc biệt. Cái trùng hợp thứ nhất đó là nhân vật chính trong hai bài kinh này đều là Ngài Xá-lợi-phất. Và tất cả các bài kinh ở trong năm Nikaya mà chạm tới cái gọi là cảnh giới chư Phật đó là luôn luôn là Ngài Xá-lợi-phất, chứ không phải vị khác. Vì sao vậy? Vì chính Ngài là người gọi là đã đi tới nơi tới chốn, đi đến tận cùng cái gọi là trí tuệ của tinh văn. Thì cứ mỗi lần mà Ngài có những cái suy tư, có những thao thức về giáo pháp mà gọi là hết cỡ của Ngài đó, hết mức của Ngài đó, thì luôn luôn nghĩ đến Đức Phật, luôn luôn nghĩ đến Đức Phật. Đây chính là cái duyên sự đặc biệt mà những cái pháp thoại mà liên hệ đến chư Phật đó là luôn luôn Ngài Xá-lợi-phất là cái người liên quan mật thiết. Trong bài kinh Sư Tử Hóc của Trung bộ, Đức Phật Ngài có dạy đến 10 cái gọi là thập lực, tức là 10 cái khả năng đặc biệt của riêng chư Phật. Các vị tinh văn có cái thập lực đó, tinh văn có, nhưng mà chỉ là một mảnh vụn của chư Phật chánh đẳng giác. Nhớ nha, có hết. Ví dụ như là trong thập lực, từng lực một, lực đó là sức mạnh trí tuệ đó, sức mạnh tâm linh. Ví dụ như cái thứ nhất gọi là tham nè, nghe nó gọi là cái trí tuệ biết rõ cái gì là hợp lý, cái gì là phi lý, cái chuyện gì có thể xảy ra, có thể không thể xảy ra, chuyện gì là khả thi, bất khả thi, khả gì, không khả dĩ. Chúng ta biết, nhưng biết phần nhỏ thôi so với Đức Phật. Thì cái biết của vị tinh văn chỉ là một phần rất là nhỏ. Kể cả đó là một vị đại trí như Ngài Xá-lợi-phất, Ngài Bồ Tát Liên. Cho nên là trong cái kinh Sư Tử Hóc mình đọc kỹ lên, đọc nếu được phải đem chú giải đó. Rồi nghiền ngẫm mình thấy có những điểm rất đặc biệt. Đó là muốn có một cái khái niệm về bài kinh Sư Tử Hóc hoặc là bài kinh Tự Hoan Hỷ này nè, trước hết chúng ta phải dàn ra, phải dàn nội dung như thế này. Tất cả chúng sanh trong vô lượng vũ trụ được gom gọn lại gồm có 3 cấp. Cấp 1, sống, chết, buồn, vui. Trong đời sống vật chất, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, nha, sống, chết, buồn, vui mà trực tiếp liên mật thiết, trực tiếp và mật thiết liên hệ đến đạo Phật tích, thì cái chúng sinh này gọi là sinh dục giới. Cái lớp chúng sinh thứ hai đó là nó chán sợ cái vật chất, nhưng mà chán sợ ở mức tương đối, có nghĩa là nó không thích hưởng thụ, nhưng mà họ vẫn còn nhờ cậy vào các cái đề mục để mà tu tập. Đề mục là gì? Ba cái đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng đó. Họ dựa vào đó, tức là vô lượng vũ trụ đối với họ lúc bây giờ chỉ còn lại còn mấy món, 10 món thôi: xanh vàng đỏ trắng, đất nước lửa gió hư không ánh sáng, cái gì đó. Họ sống chỉ biết có bao nhiêu đó, còn mình không có tu, cho nên mình xe cửa, xe cộ, nhà cửa, núi sông kinh rạch, rồi con người chim muôn súc vật bò bay máy cửa tùm lum hết. Nhưng mà họ thì không, người tu thiền họ chỉ biết có 10 cái đó, thì họ gom cả vũ trụ và vô lượng chúng sinh vào nó có 10 cái đó, thì cái khả năng tập trung họ khiếp lắm, khiếp lắm. Thì cái hạng này là lớp thứ hai, là lớp sắc giới. Cái lớp thứ ba đó là nó tách thì sắc giới xong nó chán, nó không muốn liên hệ đến vật chất, nó không muốn tồn tại trong hình thức vật chất nữa. Thì cái này nói rất là trừu tượng, nhưng mà đã nói thì phải nói cho nó hết nha. Thì ba hạng chúng sanh đó, hạng một đó là đam mê vật chất, hạng thứ hai là chán hưởng thụ nhưng mà còn dính líu vật chất, hạng thứ ba là không muốn hưởng thụ đã đành mà cũng không muốn lìa đến vật chất. Và chư Phật là gì? Nguyên lai tất cả chư Phật đều giống hình chúng ta, cũng lăn trôi trong ba cõi đó, dục sắc và vô sắc, nhưng mà do cái trú xứ, do cái chỗ ở, ở một cái kiếp nào đó, các ngài có mặt ở một chỗ nào đó, gặp gỡ được minh sư thiện hữu, được gợi ý nha, và bản thân ngài có lắng nghe đó. Gặp bạn lành, được gợi ý và có lắng nghe. Chúng ta hôm nay thì không, chúng ta hôm nay là ở cái chỗ được gặp gỡ chánh pháp, được nghe giảng, được gợi ý, nhưng mà mình không có lắng nghe, hoặc là lắng nghe nhưng mà nghe có một phần, hành trì có một phần, hiểu một phần và nhớ một phần nha. Mình á, mình cái gì cũng một phần hết á. Người ta nói người Việt Nam mình nghe cái gì cũng chỉ nghe một nửa, hiểu 1/4, kể lại gấp đôi. Nhưng Bồ Tát cũng là gì, vì cái người mà cầu đạo giải thoát họ không có tệ gì. Mình nghe một nửa, hiểu 1/4 và kể lại gấp đôi. Thì là nguyên nghĩ các nghĩ như vậy. Tất cả chư Phật khi mà chưa chứng đạo cũng như chúng ta, nhưng mà nhờ ở cái chỗ, cái trú xứ, một cái không gian nào đó thích hợp, có nghĩa là thích hợp để gặp được minh sư thiện hữu, bạn lành đấy, nó năm nay là bạn lành, người lành đấy, rồi được gợi ý và họ có lắng nghe, có thực tập, có hành trì, rồi từ đó họ mới nuôi cái hiện là trở thành chư Phật tổ Như Lai. Đấy, nhớ không? Rồi. Và trong suốt cái thời gian mà hành đạo để mà thực hành Bồ Tát đạo, thực hành Phật đạo đấy, thì người ta nói là lăn trôi trong các cái cảnh giới. Đương nhiên là được hỏi ký rồi đó thì không có về cõi vô sắc, đúng. Trước đó là các ngài đi khắp nơi hết. Nhưng mà cái quan trọng nhất, dầu có sanh về cõi nào chỉ đến không quan trọng, quan trọng nhất là cái chuyện mà mình nguyện thành Phật ấy. Tôi biết trong room này nhiều người đang nắm ruột, tại sao tôi giống như tôi đang lạc đề, không phải là phải vàng trước, tôi vàng xong tôi tắm một phát một nghỉ luôn. Rồi. Tức là các ngài sanh về đâu quan trọng, mà quan trọng là kiếp nào sanh ra các ngài cũng là người ly dục. Rồi cái gì nữa? Đắc thiền rất dễ. Mà có cái chuyện này rất là quan trọng, tuyệt đối quan trọng, tới chết cũng phải nhớ cái chuyện này. Tất cả cái hiểu biết của phàm phu ấy, phàm phu gạch dưới này, chứ không coi nghe không kỹ vẫn nhất là trời ơi, tôi quỳ tôi lạy từng người ở trong cái Facebook, nghe bà chóp bà nhán chép lại cái bét bèn chép sai chấm tả, rồi cái chữ nào nghe không rõ đế vô không. Phi Đâm Ma viết trở thành Amitapha rồi đại khái vậy đó, tức là e lắm, nghe thì kỹ. Phàm phu không, tất cả phàm phu khi mà chứng đắc cái gì đó thì tự nhiên kẹt cứng đó, Còn riêng mà cái vị mà Bồ-Tát đó, là cái gì họ cũng phải thiện pháp nào họ cũng phải tu tập qua hết. Nhưng mà họ luôn luôn hiểu rằng có cái hơn nữa, đó chính là giải thoát. Họ không có vướng kẹt ở trong đó. Nhớ ha, cái này phải nhớ, cái này rất là quan trọng. Rồi. Thì tất cả chúng sanh trong ba đời mười phương nó lăn lóc ở trong các cõi, các cảnh giới, nhưng mà không có gọi là tìm ra cái lối thoát, cứ đẻ ra ở đâu cũng kẹt cái đó. Đẻ ra cho là người ăn mày thì đối họ là vậy là đủ này. Lâu lâu thấy người ta giàu cũng ham đó, nhưng mà tối về có bữa cơm tối quay quần dưới cái gầm cầu là vui rồi. Rồi làm con chuột, làm con gián, làm con cá, làm con tép, và cái xăm đâu dính đó. Còn Bồ-Tát thì không. Bồ-Tát thì coi như là lúc nào cũng có những kiếp quên nha, có những kiếp quên. Nhưng mà khi mà đã nguyện thành Phật rồi là cái nhớ nó thường hơn người ngoài. Cứ sanh ra lúc nào cũng biết dấu hỏi, biết đặt dấu hỏi. Sống để làm cái gì? Mình phải làm cái gì? Thứ nhất là cuộc đời này có mặt để làm cái gì? Và mình á, cái chuyện mình cần phải làm trong cuộc đời vô nghĩa này là cái gì? Đấy. Cứ luôn luôn biết treo những câu hỏi đó. Như vậy cả ngày không có bị vướng kẹt như người bình thường. Rồi. Thì là trong suốt cái thời gian mà lăn lóc như vậy, thì ngài không ngừng tu tập, không ngừng vừa tu tập mà vừa đặt ra những dấu hỏi và tìm câu trả lời. Đương nhiên là chỉ trả lời được 1/1000 thôi, mà lúc nào cũng đã rằng là có dấu hỏi và tìm cách trả lời dấu hỏi rồi. Cho nên ngày các ngài ly dục rất là dễ và đắc thiền rất là dễ. Và tôi hồi nãy tôi nói có chuyện rất là quan trọng mà con chết mà còn phải nhớ, là tất cả kiến thức của Phật Phu ấy, không có kiến thức nào mà nó sánh bằng cái biết của người đắc thiền này. Nhớ nha. Phạm Phu là nhớ cái đó, Phạm Phu cứ là sanh ra mà học ba mới, học xong cấp 2 là xong, cộng trừ nhân chia là đủ rồi. Biết bà tính ba cái diện tích, chu vi, trọng lượng, khoảng cách, vậy là rồi đó, làm chuồng heo, làm nhà xây bậc nhà tắm, làm chuồng gà là được rồi, chứ không cần. Rồi cứ là có bằng tiến sĩ thì chìm nó có tiến sĩ, có cái bằng bác sĩ là rồi chết bác sĩ. Không, mình không có khả năng đi xa. Nhưng mà riêng cái vị mà đắc thiện ấy, cái biết của vị đắc thiện so với cái biết của người không đắc thiện là không có giới hạn. Đương nhiên cái người không có đắc thiện, cái người đắc thiện mà không có bằng cấp chuyên môn thì có thể họ nói về cái thế giới này khác mình, không? Nhưng mà họ thấy tận mắt, họ nghe tận tai của họ, không? Cho nên là cứ Bồ-Tát tại sao phải đắc thiện? Thứ nhất, các ngài sanh ra là chán đời, mà chán đời là ly dục. Ly dục tức là chán hưởng thụ. Sanh ra là chán đời, mà chán đời là ly dục. Hễ ly dục là đắc thiện. Mà từ vô đắc thiện các ngài hiểu được nhiều cái chuyện đó. Đấy, ví dụ như nhân quả là báo ứng là luân hồi này, tái sanh này, các ngài biết rất rõ. Cứ như vậy, cái đẻ ra là đắc thiện, đẻ ra là đắc thiện. Đấy. Cho nên cái chuyện đó rất là quan trọng. Còn mình thì có từ theo trong kinh nói một con dồi ở trong hầm cầu đó, nó cũng đã từng là Phạm Thiên, phi tưởng, nhưng mà lâu lắm rồi nó mãn thọ, nó lọt xuống, nó đi vòng vòng mà nó ở cái chỗ không có thích hợp, không có tiện gặp minh sư hiện hữu, rồi bản chất thì bất thiện, rồi coi như nó chìm luôn cho nó mấy trăm ngàn đại kiếp rồi lên cất đầu lên nổi. Nhớ cái đó. Cho nên đây lý do tại sao Bồ Tát phải tu thiền là thứ nhất là càng hiểu biết, càng ly dục thì là cái định tuệ đó nó được mài dũa ngon lành hơn. Mà càng ly dục được cái nhận thức, cái hiểu biết nó càng nhiều hơn. Đấy. Cho nên mình bắt đầu bài giảng mình phải làm một cái nhìn tổng quan là Bồ Tát ở đâu ra đó, và cái hành trình của Bồ Tát là gì, là tu tập Ba La Mật. Nhưng mà cái nền á là phải là chán đời. Chán cái gì? Chán dục. Rồi đến gì? Đắc thiền. Rồi sao nữa? Đắc thiền xong á, thấy rằng đây mới là giải thoát. Còn cái gì hơn nữa chứ không phải đây cái ngưng. Mà cứ như vậy đời kiếp kiếp. Đắc thiền rất dễ nhưng không bao giờ coi đó là đến cuối cùng. Nhớ nha. Rồi bây giờ quay lại. Trong 10 cái gọi là thập lực Như Lai đó, là nó mình đọc phớt ra, mình thấy đó là 10 cái khả năng trí tuệ của Phật. Nó đâu có đơn giản như vậy, còn sâu hơn nữa. Thông qua 10 cái trí đó mình thấy rằng đó là chư Phật đã từ vô lượng kiếp đã từng bước coi cái cõi dục là cái chỗ làm việc, chỗ đó làm việc, coi cái cõi phạm thiên ấy, cõi sắc giới đó là cái chỗ mà tránh không được. Tại sao? Vì ly dục cắt thiền rồi giờ chết đi về đâu, thế là phải về đến đó. Chứ cái chỗ này nó không có làm ăn gì đến đó, không có làm ăn gì đến cõi phạm thiên hết. Mình cầu về cái cõi trời thấp nhất để mình hưởng, còn các ngài không thèm. Cõi dục các ngài đâu có thèm, cái ngài là lâu lâu cũng có lâu lâu cũng có làm trời làm thú làm người lung tung, nhưng mà nó thiệt rất là dễ đắc. Xong rồi về phạm thiên mà cái chỗ là vì tránh cũng được, cho nên về đó. Mà trong kinh nói các vị Bồ Tát được thọ ký ngày các ngài còn được một cái gọi là Kalakimutta Kalakria. Kalakria có nghĩa là các ngài có một cái khả năng là sống chết tự tại, có nghĩa là khi biết mình sanh về cái cảnh giới mình sống lâu, các ngài nguyện giảm thọ để trở về cái cõi Sa Bà tu tập. Chứ cái là gọi là Ápthế Mật Tăng Cà La Kaliya là vậy đó, nghĩa là sống chết như ý. Ápthế Mật Tăng Cà là sống chết như ý, không Kalakria là chết. Đấy. Thấy ở trển lâu quá, mất thời gian quá là nguyện đi xuống. Nhớ cái pháp đặc biệt của ta có cái đó Ápthế Mật Tăng Cà La Kaliya. Thì 10 cái trí Như Lai là gì? Là nghe được kỹ này, các ngài biết rất rõ. Tôi gom gọn lại, các ngài biết rất rõ nhân luân hồi và quả luân hồi, cuối cùng là cái gì? Con đường thoát luân hồi. 10 trí nó gom lại đó. Biết rõ nhân luân hồi là gì? Biết rõ cái con đường nào dẫn về cảnh giới nào. Đó là nhân luân hồi. Biết về quả luân hồi là biết rằng cái này nè, ở đâu đó ra. Nhìn quả biết nhân, nhìn nhân biết quả. Nhìn quả luân hồi truy ra nhân luân hồi, nhìn cái nhân luân hồi truy ra quả luân hồi. Nhớ cái này nha. Rồi vậy là biết rõ nhân luân hồi, biết rõ quả luân hồi, biết rõ con đường thoát khỏi luân hồi. Đó. Tổng cộng người gom 3 cái này gọi là cái trẻ nhỏ ra thành 10 trí như vậy. Có nghĩa là các ngài khi nhìn một người, các ngài biết rõ được cái thiện pháp của người này ở mức độ nào, cái ác pháp người này ở mức độ nào, và nói cho người này kiểu nào thì người này sẽ đắc, mà đắc ở tầng nào. Đó, đắc ở tầng thánh nào, hoặc là không đắc tầng nào hết, chỉ là gieo duyên cho đời sau kiếp khác. Chứ Phật nhìn với Phật thấy cái đó. Nhớ ha. Rồi. Thì tôi nhắc lại một lần nữa, có rất nhiều người đang lắng nghe bài giảng này chưa từng học Phật pháp. Các vị nghe tôi giảng cái giống như phong thần, các vị hoang mang, các vị chưa học giáo lý mà các vị nói làm sao mà tôi có thể tin được chuyện này. Thì tôi chỉ gãy chuyện thôi, gãy một chuyện thì may ra hên xui. Các vị phải tự hỏi lòng mình, các vị có thấy rằng các vị đang có mặt một cách vô ích, vô nghĩa, vô bổ, vô dụng và vô vị ở trong cuộc đời này không? Có không? Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, từ cái chỗ thấy được mấy cái vô đó, các vị sống chuyên tâm miên mật chánh niệm. Chánh niệm là cái gì? Là luôn luôn nhớ rõ mình đang thiện ác, buồn vui, thiện ác ra sao. 4 cái này nó chớp tắt chống vánh, thế chỗ gần nhau liên tục. Nhớ ha. Phải thấy như vậy để thấy rằng là cái gọi là tôi của tôi, thằng Tèo, thằng Tí, con Lan, con Cúc, con Đào, con Yến gì đó thì gọi là chỉ là sự lắp ráp, chớp nhoáng, chớp tắt. Không, rồi phải như vậy đó thì các vị tự nhiên các vị mới tin được Phật có hay không. Không bước vào nhà đó mà cứ đứng ở ngoài nhìn có cái hàng rào không, rồi đó mà họ biết trong nhà có người ở không. Không được, không thể nào mình đứng ở hàng rào mình nhìn rồi mình nói trong nhà có người không, có người không được. Phải bước vào trong nhà. Chỉ có mà này mình nghe chỉ đó rất là kỳ, mình nghe nói là bước vào nhà đi thì sẽ biết trong nhà có chủ hay không. Mình nói đâu có được, mình nhìn nhà là nhìn chủ nhà là mình nhìn bằng mắt, mà bây giờ ông kêu tôi đi, từ cái đi mà qua tới con mắt, cái hai cái này nó khác nhau cho nó. Cứ nghe tôi đi, bây giờ ông dẹp con mắt qua bên, ông cứ tập trung ông đi, cái bàn chân ông đi, rồi ông vô trong nhà thì con mắt ông có thấy cái gì, rồi đằng này ông không chịu đi, cái đứng ngoài hàng rào á. Mà từ ngoài rào mà vô nhà nó là cả 200 mét, cái nó phải gần à, nhà tôi đang nói nhà lớn ấy. Từ từ mười rào vô nhà cả 200 mét nữa mà cứ đứng gòm nghiêng lắc lắc rồi thắc mắc tức tưởi không biết trong nhà có chủ không. Không có cần, bây giờ đẩy cái cửa rào ra bước qua cái khoảng sân à, mà bây giờ các vị đẩy rào chưa? Chưa. Cái rào đó là cái gì? Đẩy cái cửa đó là gì? Là thành kiến, là định kiến, là sự dốt nát, là những tình cảm cục bộ phiến diện, là những quan điểm chính trị, xã hội, văn hóa, tôn giáo, xã hội, bao nhiêu thứ. Nó là cái cổng, cái chặn trong trong mình vô. Bây giờ muốn vô phải làm sao? Phải có cái chìa. Mà quý vị có cái chìa chưa? Cái chìa đó là chính thức ấy. Cái vô đi. Có giờ chưa? Thì không có cái chìa làm sao mà mở. Phải mở cái đó là sao nữa? Sư phải đi, từ ngoài cổng nó mình đi vô chơi 200 mét lên mà đi nha rồi. Còn 20 mét rồi, 15, 10, 5, 3 mét rồi, 2 mét rồi, tới cửa chưa? Rồi mở thêm một lớp nữa, xong chưa? Thì nãy giờ tôi không nói, tôi còn nói tới con mắt, tôi nói cái toàn là tay với chân thôi mà, được chưa? Bây giờ mở cửa ra rồi, nhưng mà nhanh nè, thêm chủ ngồi dần lên đó không? Đó, vậy đó. Bây giờ là mình không có thể bàn chủ có làm nhà hay không, mình làm ơn mình chọn cái tay chứ mình làm gì trước cái này. Phải mở cửa rào, phải kiếm chìa khóa. Đằng này không có chịu học giáo lý, không sống chánh niệm, không sống thất niệm, sống không niệm không tuệ. Không học giáo lý là hãy mệt rồi, mà không học lấy cái gì mà tu niệm tu tuệ đây? Không có, đúng không? Thì coi như cái đứng ngoài rào dòm hoài vậy đó, rồi bưng lễ giặt rồi tới ngay cái cổng đó, cầu nguyện rồi tùm lum tụng kinh dân y rồi tùm lum, mà toàn ngoài cổng không, mà từ ngoài cái cổng rào vô trong cái nhà của Phật ấy, 200 mét, đâu phải gần, 200 mét mà không chịu vô, hiểu chưa? Rồi thì trong cái bài giảng là tôi muốn nói thế này: kiếm thì tôi có chìa khóa được không? Đeo lên ngực đi, ta hay quên, đeo lên ngực đi, rồi mở xong rồi đi nha, 200 mét rồi tới cửa rồi phải không? Rồi dạ nó phủi, dạ cái đồ dài quan trọng lắm, phủi đừng có đem vô nó rác rưởi phiền lắm, không dẹp bớt, phủi áo có dính tuyết không, có dính bụi không, có rác rưởi rơm rạ trên đầu không, rồi phủi sạch không, rồi bước vô nè, mở chìa cửa ra lần nữa. Bước trước hết là mở một pháp học bằng nhận thức, bằng kiến thức trước, rồi sau đó mới mở bằng cái nhận thức, rồi bắt đầu mới mở thêm lớp là lớp hành trì, rồi sau cái hành trì người ta có thực chứng. Thì thực chứng nó có nhiều cấp, thực chứng mà thần thánh đó là khác, mà cái thực chứng kiểu phàm nó khác, nhưng cũng là thực chứng, nghĩa là anh phải có thực tập. Ví dụ như anh nói là khổ, anh không sống chánh niệm là anh biết cái gì vui quá, mà khổ cái gì, phải sống chánh niệm là bị nó khổ thiệt. Ngồi yên là đi, ngồi yên là 5 phút thôi, không lắng tâm lại đấy. Thì thế thân tâm mình toàn là bất toại không đó. Ngồi đấy, ngồi suốt, ngồi liền bây giờ này rồi. Đó, tắt má đi, đừng nghe nữa, tắt. Nhắm mắt lại, tâm nó bồn chồn, nó xôn xao lắng sắc tâm. Còn cái thân cái điều nó rêm, nó buốt, nó tê, nó nhức, nó đau, nó mỏi, cái thân vậy. Cái thân không có sướng như mình nghĩ đâu, nhưng mà nhờ mình không có niệm, không có tuệ, cho nên mình đâu có ngờ là cái thân tâm mình nó rối như là cánh hẹ, mình đâu có biết. Yeah. Cho nên là cả cái bài kinh Sư Tử Hóc lẫn cái bài kinh Tự Hoa Nghĩ này, ngài Xá-lợi-phất nói cái gì? Ngài nói dạ con không có biết rằng về chư Phật, nhưng mà thông qua những gì mà con học được từ cái con hành trì và con chứng đắc, không? Con đã có chìa khóa cổng rào, rồi con mới băng qua 200 mét, rồi cái gì nữa, con mở luôn cái cửa trong. Thì trong suốt cái hành trình đó, con mới hiểu là cái con đã đắc cái gì. Mặc dù cái ngày đắc con không có biết hết, nhưng mà con biết cái phần nào mình nó trực tiếp nó quan hệ đến giải thoát. Vì cái biết với con là trời biển, còn chỉ cái mà con trình bày chỉ là một cái nấm lá Simsapa thôi. Đấy. Thì con thấy đó, nó là cái chuyện đầu tiên là gì? Là chúng tôi biết rất rõ về cái gọi là chúng sinh. Chúng sinh gồm có cái gì? Đây này. Gặp pa và can thi phúc kalapa nhật tí. Thấy chưa? A do con pan nhật tí. Đằng sau ta là chúng tôi biết rất rõ là từ cái ông Phạm Thiên cao nhất, từ một cái vị thánh hoành tráng nhất cho tới một cái chúng sanh mà hèn hạ thấp kém nhất, thì cái cấu tạo danh sách là cái gì chúng tôi biết rất rõ. Rồi cái con đường nào mà giúp cho chúng sanh lìa bỏ cái sanh tử thì tôi biết rõ, và người đã đi con đường tốt nhất. Rồi cái gì nữa? Đấy, rồi cái gì nữa? Chúng sinh được chia thành 3 cấp, như đầu bài giảng là tôi nói không? Và Thế Tôn mình làm coi kỹ, con không biết hết chi Phật cái quá khứ bị lại hiện tại, nhưng mà con biết rằng Thế Tôn đã lìa bỏ 5 truyền cải, tu tập thất giác chi 4 niệm xứ để mà thành Phật. Mình đọc Phật còn thấy ố, mình thấy cái cốt lõi đây là cái gì, thấy chứ? Trừ lìa bỏ 5 tiền, rồi cái gì nữa? Tu tập niệm xứ giác chi, có nghĩa là chỉ và quán, có nghĩa là định và tuệ. Mà tại sao đây không nói đến giới? Bởi vì giới có vấn đề là không thể tu định tuệ. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là cái bậc mà thượng căn thượng thừa thì chỉ nói 2 cái này là đủ rồi, phải không? Những Ngài Xá-lợi-phất là Ngài đang là một cái người là không phải tỳ kheo, không phải thiện nam tịnh nữ, Ngài là một du sĩ ngoài đạo, chưa nghe Phật pháp ngày nào. Rồi chỉ cần nghe có một câu nói vạn pháp do duyên mà có, giao do duyên mà diệt, Ngài là lập tức lắc tu đồ quần liền. Ở đây chỉ có là trong trường hợp này là Phật thượng thừa như vậy, chỉ cần nói định và tuệ là được rồi. Nói gì không nghĩa là giới không có, sai, cái đó là sai nha, sai. Nhưng mà cái nền của Ngài đó là từ vô lượng kiếp đã đủ. Lúc bao nhiêu tôi nói nghe thì tôi nói này, tất cả các pháp tu nó có hai trường hợp. Đối với cái người mà tu chậm á thì nó là giai đoạn, cái này là giai đoạn, cái này là giới là một giai đoạn, định giai đoạn, tuệ là một giai đoạn. Nhưng mà đối với cái người mà thượng trí đó, thì tất cả pháp lành nó là khía cạnh. Làm ơn nhớ cái này giùm, cái này rất là quan trọng, một cái giai đoạn, cái khía cạnh. Ví dụ như đối với cái người chậm này là bây giờ đó là muốn vô đại, muốn có sự nghiệp lớn thì phải có bằng đại học, mà muốn có cái bằng đại học thì phải có cái bằng trung học cơ sở. Nó đi từng bước, thì mà muốn có bằng trung học thì phải sao? Phải siêng học, rồi bớt mê chơi, tùm lum tà la, tánh bạn xấu. Cái người nói với một người học trò chậm là mình phải kể nó lê thề lắm, nhưng mà nói với học trò mà ngon lành đó mình cần nói nhiều, mà chỉ nói là giữ sức khỏe nghe, đủ rồi. Đối với thằng học trò mà ngon lành đấy mình cũng cần nói nhiều, mà nói câu nghe nó rớt quớt. Mình gặp đó tại mình rành nó quá, mà mình chỉ nói là nhớ giữ sức khỏe con mày, mình nằm xuống là xong đó, một câu một. Mà mình nghe câu đó rất là kỳ. Cái gì sự nghiệp một đời mà chỉ gói được có một câu là nhớ giữ sức khỏe nghe con. Bởi vì sao vậy? Vì thằng này nó thông minh bằng trời, nó thông minh lắm. Mà nó, mày nói mày siêng học đó, thì coi như nó thứ hai là không ai chủ nhật đã thông minh mà siêng học. Rồi cái gì nữa? Bố mẹ thì tương đối cũng có chút điều kiện. Đó, nó có bối cảnh, thằng này có bối cảnh. Thì tôi hỏi bây giờ là thông minh này, mà siêng năng này, gia đình có điều kiện, hỏi gì bây giờ cái thằng học trò là bây giờ mình nhắc nó cái gì? Mình nhắc nó cái gì? Chỉ nhắc có một câu thôi mà mình thương nó quá, mình quý nó quá, mình nói thôi giờ con giờ bác cũng có còn gì để nói con, bác chỉ có một câu nữa thì bác đi thôi, còn giữ sức khỏe nha, rồi sao? Đó, pháp tu y chang vậy. Có những người mà cái Phật này chỉ nói một câu mà mình nghe hơi ngộ. Câu Ngài sẽ phát ngày nghe Ngài sẽ chỉ nói vạn pháp do duyên sanh, vạn pháp do duyên diệt. Bậc đạo sư đã nói rõ duyên sanh và duyên diệt ấy xong. Nhưng mà cái câu nó giống y chang những câu mà giữ sức khỏe rồi đó, nghe nó rất quớt. Nhưng mà đối với một cái người mà thượng thừa đó đủ rồi, phải không? Rồi thì ở đây cũng vậy đó, Ngài sẽ phải kể là con có biết nhiều chi Phật, con chỉ biết đại khái là càng ngày phải cố định là mới có tuệ. Đấy, chưa còn nữa. Coi cái kỹ mấy cái đề mục ở dưới mới quan trọng. Thế Tôn đã nói rất rõ về cái gọi là chính sĩ. Thế Tôn đã nói rất rõ về các là đạo lộ hành trì, từ dục giới cho đến lão đại, từ cái người hưởng thụ mà cho tới cái hạnh lành của người mà hưởng thụ dục lạc tới cái người mà ly dục xuất ly chính thiện. Thế Tôn nói rất rõ, còn kỹ cái này. Thế Tôn nói rất rõ cái gọi là quan điểm nhận thức của chúng sinh. Đây, quan điểm nhận thức của chúng sinh, đây gọi là Satsama đó. Cái quan điểm nhận thức đó là gì ta? Khi mà anh gọi là thiếu cái duyên lành giải thoát, đấy, thiếu cái duyên lành giải thoát thì gọi là đẻ ra đâu mà dính đó, đẻ ra đâu dính đó. Anh là cơ cực làm than thì anh lại cũng có cách để anh mê man ở trong cái cơ cực làm than, mà cái nhung lụa gọi là bơ sữa thì anh sinh ra trong đó, anh vẫn mê đó. Mặc dù cái bơ lụa, cái nhờ cái bơ sữa nhung lụa của nhân loại, chư thiên họ nhìn họ mửa không kịp lao miệng, họ ớn lắm. Rồi cái chư thiên mà cõi cao ấy, dục thiên mà cõi cao, nó nhìn cái chuyện dục thiên mà cõi thấp ớn lắm, thấy thô ấy, tụi trẻ con quá đấy. Rồi Phạm Thiên mà nhìn xuống cái cõi mà dục đó, nó trừ nhìn nó lầy quá đó này, ớn đấy. Đấy, nhớ cái đó. Cho nên là mình không có hề biết cái chỗ này, mình cứ đẻ ra đâu mình dính ra đó. Và lưu hải khi mình đã thích nó là sao? Mong cho nó bệnh. Này, hãy mình thích là bắt đầu mong cho nó bệnh. Mong cho nó bệnh. Có câu chuyện mà tôi kể hoài, tôi rất là tâm đắc câu chuyện đó, là chuyện trong kinh ấy. Buổi trưa nắng có cái ông vua, ông ngồi trong cung nóng, hồi xưa đâu có máy lạnh. Ông ngồi có cái chồng cô đẹp như tiên đứng quạt hạch vậy đó. Thì mỏng nóng ngồi nó đổ, nó ướt người. Thì mà ông thấy còn cái cậu thanh niên rồi quấn có cái khố ở trần, đầu trần, không có cái gì che chắn, mà đi mà ca kêu ca, mặt mày sáng rỡ, gió sưng đầy mặt. Thì ông vua cái làm lạ, ông mày nghĩ một mình ngồi đến đống vàng, mà một rừng tiên nữ nó bao bọc, nó quát xình xét mà mình còn cười không nổi. Một cái thằng mà nó tâm thân cái sao mà mắc cái chuyện gì mà nó trần trụi, mà cố rách áo ôm, mà có cái mặt nó kêu gió xích đầy mặt vậy. Không lẽ lạ quá, kêu lính bắt vô hỏi lạ, vì vui quá trời, vui không nói mà sao canh vui. Rồi ra thành đi đánh nước thuê, thì làm thuê làm ta đánh nước bữa tuổi để dành tiền lấy vợ, mà theo cái chương trình dự tính ấy, được chừng 3 đồng vàng là lắm với cô này em lắm. Mà bây giờ là bữa nay đó là coi như gần chốt là đủ rồi đó. Mừng quá cho mừng được. Bao nhiêu đồng xu bạc cắt, tiền chì, tiền kẽm như gom bữa nay đổi được 3 đồng vàng thật lắm. Bây giờ sắp lấy vợ mà kỳ nào coi có nhà với hai mẹ. Thì vua nghe giọng đó, bây giờ cho Khanh 1000 đồng, chắc Khanh vui lắm mà. Nó dạ chắc chết chứ sống rồi nổi, mừng lắm. Rồi để có 3 đồng mà muốn điên nữa rồi. Dạ, cho 1000 sống cho nổi, công vuông khoái quá không. Bây giờ chậm cho Khanh là 1/4 đất nước, trời ơi chắc khùng quá. Mà không bây giờ đổi phần nửa luôn được không. Chàng nó chót chắc thần chết quá, trời ơi xong rồi. Rồi từ 3 đồng mà nó lên đến nửa đất nước rồi làm sao mà không chịu nổi. Thì ông vua mới hỏi thiệt thầy Khanh nha, đất nước của Trẩm có 1/2 giáp rừng, giáp núi, 1/2 giáp biển, anh lấy bên nào? Nếu mà cho, anh lấy bên nào? Anh trả lời không suy nghĩ, anh nói dạ giáp rừng, lấy cái phần giáp rừng. Ông vua có sự kỳ gì? Anh nói dạ 3 đồng vàng ở chôn bên cái phía giáp rừng. Dễ sợ, 3 cái đồng vàng đó đó, đồng vàng mà mấy năm nay mình đi làm mướn ấy. 3 cái tiền kẽm, tiền đồng, tiền viết gì đó. Anh đi gom là anh đổi tiền vàng với cho mình gửi cho băng vậy đó, là anh chôn ở trong bìa đằng ấy. Thì vua hỏi cho bây giờ nếu mà cho Khanh 1/2 đất nước, bên giáp rừng giáp biển, Khanh lấy bên nào? Cái là trả lời riêng giáp rừng liền, cái phần mà 3 đồng vàng nó cho chôn mình. Thế là có bao nhiêu nó chả bỏ được. Hoặc là tôi có câu chuyện tôi rất là thích, đó là cái thời mà thời Đông Âu chưa có rã. Thì buổi trưa nó có một đồng chí cán bộ đi trên phố Sofia, tôi gặp gặp một anh nông dân mà đang cắt cái cánh rơm đầy ắp đi kéo kẹt quằn da gì đó. Thì ông này ông hỏi chứ đồng chí chưa biết là cái hai cái cánh rơm này nó là bao nhiêu. Cái ông kia nói dạ chắc 10 đồng tiền của Hungary. Cái nó bây giờ ok, bây giờ tôi cho đồng chí 15 đồng, đồng chí luyện nghe cái đồng, luyện bỏ. Còn cái chỗ nào bên lề gần cái đống rác luyện 2 đồng này. Mình là 10 đồng đúng không? Chắc không? Chắc. Rồi 10 đồng. Thì tôi trả đồng chí 15 đồng đồng chí luyện đi. Cái anh nông dân này hỏi ủa sao kỳ vậy đó. Tại tôi có việc nhà nên nhà ông tới không? Ông khiêng dọn 3 cái bàn tủ giường ghế tôi thâu chứ làm cái mà tôi làm nó lão ấy. Mà ông cái tướng ông tôi chịu đó, tướng ngon quá. Bây giờ ông tới ông làm thì 10 làm mà bây giờ tôi ông luyện thì tôi trả 15 đồng. Xong chưa? Rồi cái tiền công mình tính riêng. Tiền công mình tính riêng, mà chỉ đầu tiên là ông tôi mua 2 cái gánh rơm ông luyện đi, mua rồi đó. Rồi cái anh mừng quá, mừng anh cầm 15 đồng đi. Anh vui lắm mà anh đi mà sao anh đi cái bước chân nó chậm dần không cản bộ hay là cái gì nữa. Nó dạ nhìn hai cái gánh rơm. Ở rơm gì nữa, có 2 gánh là 10 đồng trả đồng chí 15 đồng nó ít chứ. Nhưng mà làm sao cầm vàng mà lội qua sông, vàng rơi không tiếc, còn tiếc công cầm vàng. Có nhiều khi là như vậy, nó dính, có những cái dính cười đó mà mình không có thấy. Vì sao? Vì mình sống không có tuệ, không có niệm, không niệm không tuệ, mình không có thấy được con người của mình ấy. Thật sự nó kỳ đó, đấy, nó kỳ đó, thấy không? Đấy. Cho nên là nó dính dữ lắm, nó dính, đồng vàng nó dính. Mà gọi là ai thời giờ mình giảng mà nó kỳ ban đen, có nghĩa là nãy giờ nó tắt luôn rồi, tắt luôn cái kỳ ban đen này nó không tầm quá rồi á. Là Ngài dạy cho Ngài Xá-lợi-phất, Ngài nói là Thế Tôn đã chứng đắc cái gì, đã giảng dạy cái gì, đã phân tích thế giới này ra sao, phân tích nội dung thế giới, phân tích con đường ra khỏi thế giới nha. Thế Tôn đã đắc cái gì, đã nói gì về cuộc đời này, đã nói về các con đường dẫn đến mọi cảnh giới, và sau cùng đã dạy cho chúng con cái con đường để chấm dứt toàn bộ cái sự hiện hữu đó. Cái là cái con hiểu Thế Tôn là như vậy đó. Hiểu Thế Tôn tôi phải dạy như vậy. Bây giờ mình tôi viết từng phần ra, tôi nói thiệt cái gì tôi không biết mà các vị đọc rất dễ thấy mà. Và tôi cũng hé ra cái nữa, cái bài kinh là tôi giảng rồi bà con vô trong YouTube bà con đánh cái chữ Trường Bộ Kinh Toại Khanh hay là Kinh Tự Hoan Hỷ thì tôi không chắc nha, nhưng mà chắc chắn có rồi. Cái bài giảng Trường Bộ Kinh mình kiếm có được tôi bỏ lên giùm, trong đó tôi giảng từng phần không là mình biết. Là bây giờ là thời YouTube có tiền này làm gì, không chịu mua cái máy đàng hoàng, người ta cho địa chỉ gì đó vô học cho nó sướng đời, đừng làm khổ người ta mệt rồi, không? Đấy. Như bữa nay tôi cũng nói luôn là tôi bị người ta chửi biết bao nhiêu cái vụ Kalama đó, ta nói có thiệt không mà cắt. Bây giờ ta chửi luôn, ta nói rồi chắc cũng tham lạm của công, bây giờ cần chắc họ phải đưa tôi vô trong cái chiếc gì đốt lò gì đó. Rồi bây giờ họ trách tôi cái vụ mà cái gì ta dịch kinh. Bây giờ tôi đang nói về dịch kinh này. Phải có cái máy cho ngon. Tôi kiếm tài liệu cho, để tôi đọc mỗi ngày. Có đêm nào tôi ngủ tôi không liếc mắt, tôi mới ngủ. Tôi đọc khiếp lắm. Tôi đọc sách này, sách ebook, sách ba cái tài liệu Phật học ở trên đó, tôi nói bao la. Tôi cho các vị mà mượn chiếu cái điều kiện của tôi đó cho các vị đọc trong một đêm rồi các vị thấy đã. Đọc cái này kẹt xây qua kia ký quy đó là đọc. Tôi sẽ cung cấp hết những cái đó cho bà con vào một cái địa chỉ nha, một địa chỉ này, khi tôi giảng cái gì thì nó vô đó đọc, vô trong đó đọc, tại vì bây giờ tôi đang quy tập, giống như quy tập mộ liệt sĩ vậy đó. Tôi đang có cái ý quy tập một số bà con mà cái thời gian quy tập là anh lên đích là vô tận cho đến bao giờ mà Phật pháp còn trên mảnh đất Việt Nam, cứ cái số người mà góp mặt tham dự vô tận không giới hạn. Với bà con tự thấy mình có khả năng không? Thì bà con cứ vào cái thư viện mà tôi xếp sẵn đó, Những cuốn mà tôi thấy Phật giáo Việt Nam, Phật tử Việt Nam cần đọc biết thì tôi đề nghị mấy cuốn đó. Chẳng hạn như kỳ rồi tôi có giới thiệu bà con hai cái tài liệu rất quan trọng, đó là Người Việt biết gì về Đức Phật độc giác. Cái biết mình rất là mơ hồ, thế là tôi bèn khiên nguyên một cái tài liệu về Phật độc giác của các học giả là Tích Lan, các ngài là Cao Tăng ấy, cái ngài viết tất tần tật tút từng tút về Phật độc giác. Đấy. Rồi trong đó có tôi có đưa một cái tài liệu là về Phật Di Lặc. Việt Nam mình nó đặc biệt là có miền Tây là hội Long Hoa, rồi binh quân sức thế, rồi tùm lâm, rồi Tinh Tào thì nào là Bố Đại Hòa Thượng, rồi thì Hòa Thượng Đại Phúc Bụng To. Họ nói về Phật Di Lặc này không còn cái nước ngọt là tao nói mạnh Việt nói. Mà trong khi có một cái nguồn về Đức Phật Di Lặc ấy, tương lai bây giờ chưa đâu, nhưng mà tôi có tất tần tật về cái đề tài đó hay lắm. Chỉ riêng hai đề tài đó là tôi thấy là Việt Nam cần phải được bổ sung để đọc, phải không? Cho nên tôi giảng cái gì đó thì tôi cứ ngưng lại, tôi nói vô nó đọc giùm tôi nó rồi. Thì bà con nào quyển nào đã được bà con dịch rồi thì cảm ơn, còn không thì ai có khả năng nào dịch làm công đức. Ví dụ như bây giờ tôi giảng về thập lực, tức là 10 trí của Đức Như Lai, đúng không? Thì tôi sẽ gửi trong đó một cái tài liệu mà họ cái bản chú giải mà nói về bài kinh nó mà ông tối sâu sắc, rộng minh mông hà sức ra tại. Tôi mới đưa vào trong đó. Thì bà con nào trong lớp mình tự thấy ok, không phải một người mà 3-4 người, 3-4 bản dịch không có sao hết, bà con cứ gom lại dịch. Cứ người bản dịch vậy. Còn cái trình độ chuyên môn yên tâm đi, bà con cứ dịch, tại vì mình đâu có ăn tiền của ai đâu, mà với anh bà con để tên của mình mà Lê Văn Tèo dịch phải không, rồi để Lê Văn Tèo, Nguyễn Thị Tý viết rồi để Nguyễn Thị Tý vào đó, mình tin thì mình cứ đưa lên đó. Nhiều người hiểu lầm mà trách rồi tại sao không chờ hội đồng, xin lỗi cái suy nghĩ nó thiếu mũi quá, thiếu giọt mà. Yên tâm, tôi chỉ nghĩ trăm hoa đua nở để chi, để làm cái cách mạng văn hóa, cái sợ cái từ của người ta. Mình phải bước đại nhảy bọt grand leaping này, mình phải có bước đại nhảy bọt để chi, để cho trăm hoa đua nở, để làm một cuộc cách mạng văn hóa này. Còn là cái từ của đồng chí Đỗ Văn Công, tụi mượn tôi xài grand leaping không, rồi phải có cuộc đại nhảy bọt để trăm hoa đua nở này, và sao nữa để mà làm cái cuộc cách mạng văn hóa. Có nghĩa là mong là tất cả bà con như ông Kiên, ông Nhân, như gì đó, là bất cứ ai hoặc là cứ nhà vô đóng góp bản dịch. Đấy. Và tôi nói vậy chứ tôi tin cái gì mà bà con liếc vô bà con thấy mà nó quá tầm thì bà con đừng có rớt. Còn mê quá mà có chỗ kẹt thì quần hùng một đám đông đảo đó, võ lắm hào kiệt trùng đó, hào kiệt không, tại sao không chịu đau đổi cho đến đó? Nó giờ tôi dịch cho nó thấy gì kỳ. Cái chữ được tôi tìm hoài ra cái chữ dịch, thì anh chị em giúp tôi. Đấy. Và tôi biết chữ cái đó là nói cái gì. Đấy. Thì một giây một, và đúng một giây một là một rừng người sẽ nhào vô Việt Nam mình. Cái gì cho bà cái vụ mà thầy đời đó nó chịu lắm. Thì mình cứ nhào vô mình giúp người ta. Đấy. Cái mình thuyết tha mong ngộ là trong đó. Chứ còn bây giờ mà cái bị nó chờ cái hội đồng đó. Nay tôi mượn cái này là giảng rồi tôi nói luôn, chờ hội đồng xin lỗi, hội đồng ở đâu? Ai? Của nhà nước hay là của một đoàn thể, một giáo hội nào? Mà đã nói hội đồng là phải người chứ đâu phải là cây cỏ, đúng không? Phải là con người, đúng không? Rồi. Mà con người là ai? Là ABCF, đúng không? Rồi. Mà cái quan trọng nhất là ABCF đó, cái dòng mà nội dung mà họ quan tâm, cái nội dung nó có nhiều dòng nha. Dòng A, dòng B, dòng C, dòng F. Thì cái nhóm đó họ quan tâm đến cái dòng nội dung nào? Ví dụ như bây giờ họ ghét tiền, rồi đừng hòng mà có cái tài liệu thiền này họ đưa cho đó, họ ghét một cái hệ phái nào đó thì đừng hòng mà họ đưa mấy cái sách mà liên hệ tới hệ phái được vào trong đó. Mà cái đó mình phải hiểu chứ không thể nào nó tôi không biết em trả không phải, mình phải biết có. Hội đồng là do con người lập, mà đã là con người thì phải có thị hiền, phải có phân biệt, phải có kỳ thị, đúng không? Rồi vậy là mình ngồi mình chờ người ta là kiếp nào, trong khi bây giờ mình thấy cuốn nào hay mình la làng lên. Thì trong thiên hạ một rân người đó, ai có khả năng nhào vô dịch. Đấy. dịch cho bà con thế họ nhờ là đơn giản, không có hội đồng gì đâu. Mà ngay gốc mà theo tôi biết dưới đây Việt Nam vậy nó cũng có nhiều nhóm, nhóm phượt cũng là nhóm, rồi cái nhóm mà đua xe, nhóm chơi tem, nhóm fan này của diễn viên ca sĩ gì đó cũng lập nhóm vậy. Chứ bây giờ mình cứ không được chờ hội đồng, phải chờ hội đồng. Bây giờ thì ngồi mà ngay cả nước ngoài, mấy cái ông Mỹ người ta không có vụ ai làm được việc gì cứ làm, các trường nào họ làm, quy mô lớn thì họ làm. Nhưng mà có những cái nhóm tuổi trẻ họ cũng lập nhóm gì đó bình thường. Còn cái người mình nó chờ hội đồng là người đó, một là không đọc sách, hai là không biết gì, ba là tị hiềm cực nặng, bất trị tuyệt chứng. Mới nói mấy câu lạ luôn rồi. Cho nên tôi mong mỏi là bà con có mặt ở trong cái chương trình đó. Đấy. Và đương nhiên là ai dịch người nó đứng tên, cho nên mình đừng có sợ người ta dịch sai, vì họ bị chửi chứ phải mình bị chửi nha, nhớ cái đó. Chính dịch giả là người bị chửi, mình cứ là thoải mái, mình lo việc của mình, chứ mình đừng có ngồi đó mà sợ bò trắng răng, đừng có lo mình lo diễn mình đi, không? Chứ đừng ngồi bạn trên trời cái này là phải trình độ gì, phải qua dạo nghiệm, kiểm nghiệm xét nghiệm, thí nghiệm, thử nghiệm, vô nghiệm, dịch không kỳ dịch hết. Mình thấy được thì mình cứ nhào cho mình dịch tận lực. Còn ai bị chửi là chuyện người ta, bởi vì trên bản dịch đã có tên dịch giả mà, người ta đâu có bắt mình gánh đâu. Không, rồi mình nói vậy thôi. Trước khi một bản dịch được trình làng thì là trong cái nhóm ấy cũng ngồi lại với nhau, nếu mà dịch giả đồng ý. Còn dịch giả thấy mình hay quá là thôi, cứ đưa là. Còn dịch giả mà cẩn thận nghe thì ngồi xuống để trao đổi hội ý. Tôi quay lại nội dung bài kinh tí đâu, tức là toàn bộ nội dung bài kinh này nói cái gì. Ngài Xá-lợi Phật nói rằng con đặt niềm tin vào Thế Tôn, vì dựa vào cái con biết thì Thế Tôn đã đắc chứng cái này, đã giải thoát nhờ cái hành trình này. Thế Tôn đã thấy rõ thế giới qua những khía cạnh này, và Thế Tôn đã giảng dạy cho chúng con bằng cái phương pháp này và cái phương tiện này. Thông qua chừng ấy, những cái nhận thức của con về Thế Tôn, con đã thờ lại xem Thế Tôn là đạo sư của con. Và kinh này cho mình một cái thông điệp rất là lớn, nhiều thông điệp lắm. Một, tin nay xin lỗi, tin nay là phải có lý do. Ghét bỏ, phỉ bán ai cũng phải có lý do. Này, phải có lý do. Và hiểu con, và tự hỏi là mình có cần không. Tin ai, thương ai, ghét ai, thù ai, chửi ai, phải tự hỏi là có cần không. Và cái tin đó, cái ghét cái đó phải có lý do, phải có lý do. Đó là cái thông điệp thứ nhất. Thông điệp thứ hai, đó là cuộc đời chúng ta quá ngắn để mà chúng ta gọi là phung phí cho những niềm tin, cho những nhận thức không lợi ích, vô ích, vô bổ không. Chúng ta đời ta ngắn lắm. Bây giờ các vị tuyệt đối có quyền nghi ngờ cái chuyện luân hồi quả báo. Các vị có thể vì một lý do nào đó bất mãn tăng nghi, bất mãn Phật pháp, rồi từ đó các vị trở thành cái người mà tự cho mình cái quyền là nghi ngờ Phật pháp, cho Phật pháp là đồ giả, thành chia buộc. Cái nào chỉ nói rất là bình thường. Bất cứ một cái học thuyết chính trị tôn giáo nào, nó cũng có lúc gọi là nó quá độ, có lúc nó bị sa đà, cũng có lúc nó bị gọi là chính người trong nội bộ nó làm hỏng, làm hư, bôi vấy cái tinh thần, cái lý tưởng tác cầu của nó. Chỉ cái chuyện rất là bình thường vậy hết. Từ cái chỗ mà cơ sở từ thiện cho đến đoàn thể tôn giáo, cái gì vậy theo năm tháng thì nó có nhiều cách để nó tự hủy. Đấy. Thì mình nếu mà mình biết băn khoăn, biết thao thức, biết trăn trở về cái thân phận, cái kiếp người phù du của mình ấy, thì mình cũng nên quan tâm đến đời sống tâm linh. Cái chết là cái không tránh được, tuổi già, cái bệnh là cái mình không tránh được. Rồi hôm nay bây giờ mình sống rồi sợ hãi, mình run bắn lên nè, nụ không tránh được thì mình phải thay đổi cái cách nhìn của mình về nó. Mà đạo Phật là cung cấp cho mình một cách nhìn tích cực, dễ sống hơn về những cái bi kịch đó, những cái bi kịch u ám, già, bệnh, chết. Cái trách nhiệm của mình khi mà mình biết quan tâm đến việc đó thì phải học giáo lý, phải biết lắng nghe, có trao đổi. Và những cá nhân nào những đoàn thể nào mà mình sẽ thấy không giúp được cho mình thì mình làm lơ hỏi đi. Đấy. Tôi năm nay gần 60 rồi, tôi đã cũng đã học được bài học nữa, tức là cái gì mà nó không giúp được gì cho tôi thì tôi làm lơ nó đi. Đấy. Nó không giúp được gì cho tôi làm lơ vậy thôi. Chứ bây giờ tự nhiên mình cái nay mình giận người này, mai mình thiệt người kia, cái chỉ nắm đếch vậy. Cái quan trọng nhất là mình nè, mình nè, mình có thao thức về cái tuổi già, về cái chết của mình hay không, mình có thao thức về những cái ưu tư về bản thân mình là ai trong trời đất này, vũ trụ là gì, con người là gì, mình là ai trong cái biển người đó, trong cái vũ trụ bao la đó, không? Mình phải làm gì cho đời mình? Nếu chết rồi là hết thì không có gì để nói, nhưng mà nếu chết rồi mà nắm giữ hết thì sao? Và dầu cho chết rồi là hết, như cây cỏ đất đá, thì trước khi mình chết mình cũng phải có một cái tìm hiểu là mình ở đâu trong trời đất này, mình là cái gì, mình cũng phải có một cái khái niệm đại khái về cái gọi là vũ trụ, về cái gọi là thời không, là thời gian và không gian, với con người. Đấy. Phải có chứ làm sao mà không. Cho nên đi là trừ phi mình sống cam phận gỗ đá vô tri thì thôi, chứ còn nếu mà mình có một chút trách nhiệm đối với bản thân, xa một chút trách nhiệm với những người hữu duyên với mình, thì mình cũng phải sống như sao, mình phải có những tư duy như sao để mà mỗi ngày trôi qua trong đời mình, nó là từng phút giây của một cây nến. Nó sống bằng cách nó tự hủy, nhưng mà nó dùng cái tự hủy đó để nó hy hiến và cộng đồng phục vụ cho thế giới, đúng không? Đời sống nó là một cây nến, cây nến nó bừng sáng bằng cách là tự hủy, bừng sáng bằng cách tự hủy, nhưng mà nó tự hủy để đóng góp, mặc dù từng phút giây đóng góp là nó đang dần dần tự hủy. Đấy. Nó là cái dòng lẫn quẩn, nhưng mà mình phải thà mình tự hủy, như mình sống một đời tự hủy như cái nết, chứ mình không thể nào mà mình tự hủy kiểu mà không để lại một cái đóng góp nào. Thật ra trên đời này có cái gì không tự hủy, cây cỏ đất đá cái gì để yên đó nó cũng tự hủy, nhưng mà mình coi mình tự hủy như một cái cây, cái cọng cỏ dài nó đáng không, còn mình tự hủy như một cây nến thì nó đẹp hơn, đúng không? Thì ngài sẽ phát ngài sẽ thấy nhiều mặt cái này, cái tôn có mặt ở đời này như là một cái ánh sáng cả đời. Ngài đã dạy mình bao nhiêu thứ, và hôm nay ngài xác định rằng con thờ kính thầy Tôn là vì con đã hiểu được chừng ấy ở thế con. Và tôi thiết tha mong mỏi bà con ai mà có nhu cầu tụng kinh mỗi đêm thì có nhiều bài kinh để mình đọc luôn quý vị. Nhưng mà đây là một những chọn lựa đẹp, một những chọn lựa đẹp chính là bài kinh này, đọc kỹ bài kinh này. Tôi quyết định là bài kinh này phải được đưa vào Kalama 4, Kalama 5. Bản thảo thì xong rồi mà không có người dò phải dò mà làm trang lại đó, chưa. Rồi bản thân như chúng tôi đó thì bản dịch thì chúng tôi cũng phải có can thiệp, chúng này để nguyên được. Những người họ không biết cái chỗ này, họ không biết chỗ này thì họ cứ ăn rồi cứ chửi thôi, chửi Kalama rồi chửi chúng tôi rồi chửi tùm lum hết. Rồi trong đó rồi tôi thấy tôi cũng ngán ngán mà mình chẳng hạn nhiều cái vị chửi vô lúc những vị không biết ngoại ngữ thì ghét người ngoại ngữ. Đấy. Rồi họ ôm mớ cái tiếng Việt, họ chỉ biết vừa lòng chuyện đó thôi, rồi đâm ra họ trọng nội tâm lắm, tại các gì cái vui lắm. Nhưng mà có cái đó là tôi mong là bà con là phải dành thời giờ, nếu mà phải tụng đọc thì nên dành thời giờ ưu tiên những bài kinh mà tôi cho là có cái nội dung tổng lược giáo lý như thế này. Và đương nhiên là lời Phật mình không thể nào mà mình thằng hiểu thì một chiều được, mà phải hiểu rộng hiểu sâu. Và bài kinh này cũng là kinh thôi, nhưng mà theo tôi góp ý ấy, thì mình trước hết mình phải xác định nhu cầu của mình nha, xác định nhu cầu mình muốn tìm hiểu cái gì, mở kinh tạng ra liếc thì cái bài nào nó chạm vào nhu cầu mình mới đào sâu. Mà trong lúc đào mà chỗ nào thỉnh không hiểu thì mình bắt đầu mình mới thấy cái nhu cầu mà nghiên cứu kinh điển là đây, nằm ở chỗ này. Còn đằng này là mình không có tự xác định nhu cầu, mình biết mình không có màng lắm chuyện là tại sao mình phải đi chùa, tại sao tôi phải học giáo lý, tại sao tôi phải ngồi thiền, mình không xác định được cái đó. Cứ đi chùa đi kiểu cho vui thì cả đời không có xác định được cái lý tưởng, mục đích, nhu cầu, thì đừng hòng mà học Phật tu Phật, chỉ đó là kiếp sau đi yeah. Phải xác định lý tưởng, xác định mục đích của bản thân rồi mới bắt đầu mò mẫm vào trong kinh điển. Mà tôi nhắc lại lần nữa, cái nào mình bây giờ trước mắt mình á, mình thấy cái nào nó chưa có chạm như nhu cầu để nó qua bên, để qua bên giống như mình đi chợ vậy đó. Giờ tôi muốn nấu canh chua thì trên đường tôi đi ra là tôi thấy cái nào nó liên hệ tới canh chua tôi lụm bỏ rồi đổ. Chứ còn mà mình không biết bữa nay mình ăn cái gì, không biết đi chợ mua cái gì, cái đi lang bang mà chợ xong về cái chán đời cái chợ đâu bán đồ mua không được, sao mua không được, nó tôi biết mua cái gì. Cái lỗi không phải ở cái chợ mà là do mình không xác định là trưa nay mình ăn cái gì. Khi mình xác định được thì mình sẽ biết mình mua cái gì, và khi mình biết mình cần mua cái gì thì tự động mình sẽ đi tìm chỗ mình mua. Chẳng ai nắm tay dắt mình đi hết, không có cái chợ nào mà có người nắm tay dắt mình đi một chỗ không có. Mà tôi cũng có chút kinh nghiệm là bên Thụy Sĩ này, bên Mỹ này, bên Đức, 3 chỗ kẹt lắm á, mình mới hỏi nhân viên trong đó họ, mình nói mình muốn đi tìm cái đó là lâu. Chứ còn nếu mình ngồi mình nghĩ là thứ nhất họ cũng lu bu chứ họ đâu có rảnh, họ cứ dắt mình đi mấy người khách khác họ bỏ cho ai này, nó khổ vậy. Thứ hai, nhiều khi đó mỗi một nhân viên nó có những cái phần hành khác nhau, có những họ chỉ có làm cái đó gì mà sắp xếp, họ có những cái gì họ không có giỏi, ví dụ mà cái nào lắm đâu có tôi đã bị rồi. Họ phải họ làm biết mà thiệt sự họ chứ họ mới vô hay sao đó không rồi. Thì trong trường hợp mình nhờ cậy người ta mất rất nhiều thời gian thôi, chỉ bằng cái gì mình tôi đâu có nhiều cách, tôi đâu có bài được bà con. Chứ hạn như mình liếc lên trên nó có phân loại cái hàng hóa thì cái gì là đồ hộp, cái gì là gia vị, cái gì là thuốc men, cái gì là đồ bếp, họ có để trên đó, mình phải liếc trên coi. Nhưng có những siêu thị không có để thì sao? Một là mình đứng ở đầu cái ro, đó là ro cái đầu hàng á, mình dò rồi mình vô mình đứng ngay đây mình thấy rồi là bông với kem đánh răng rồi cái này không có rồi. Bây giờ mình kiếm chai xì dầu đúng không, sữa đặc rồi mình liếc mình thấy xà bông rửa chén rồi là không được rồi, bỏ cái gì kẹp tóc rồi ba cái đồ mà làm đẹp rồi nó bỏ qua trong đây đây cái này liên hệ tới đồ ăn nè, nó bắt đầu vô rồi. Ví dụ vậy, thà vậy nó còn nhanh hơn đi nhờ người ta. Thì trong học đạo y chang vậy đó. Có nhiều khi mình cứ trông đợi tăng ni thầy bà thì chuyện đầu tiên là anh xác định mục đích nhu cầu của anh đi, rồi anh mở kinh tạng ra anh coi, anh thấy cái nào hợp thì anh lướt qua cái nhỏ nào chỗ nào mà anh thấy không có hợp với cái tạng phủ của anh thì anh lướt qua, anh cứ đi tìm chỗ nào anh cần. Rồi từ từ á, là cái phần anh bỏ anh sẽ quay trở lại, cái phần này mình năm ngoái anh bỏ lắm giờ anh quay trở lại thì sẽ hiểu nhiều hơn, tôi hứa như vậy. Và kinh nghiệm học ngoại ngữ y chang vậy, mình cứ cắm đầu mình vừa học ở trường mà về cắm đầu mình nghe radio hoặc nghe TV, đương nhiên là cái từ vựng của mình nó không có đủ để nghe. Nhưng mà cứ nghe riết thì mình có thấy đúng ngay chỗ đó là xài chữ đó, thì lâu ngày thì chúng ta hiểu. Nghe radio mà học thì như là cái con gì vậy đó. Hồi giờ bắt nghe radio coi tivi làm sao nổi, nhưng mà thử đi, đừng có vô nghe nhạc coi phim bằng tiếng Việt nữa, nô học tiếng gì để cắm đầu nghe đấy, nghe hoài cho nó thấm. Đây về kinh một cái lần rồi hết, mà kinh đừng bỏ qua. Thấy không có hợp với cái tạng phủ bỏ qua, cứ qua cái minh mông vào, cứ lựa như vậy sẽ có rồi một nó thấm vô từ từ, xong mình mới quay trở lại mấy cái bài kinh hồi xưa mình có câu đó là mình đọc sáng trưng nè, nhớ cái đó. Mà chưa kể bà con biết ngoại ngữ một xíu nữa, đấy, bà con đọc chú giải của kinh nữa, chứ hay như bài kinh tôi đang giảng là bài kinh Tự Hoa Nghĩ, bài kinh này không có chú giải đó thì tôi nghĩ đó đón mò không, phải không? Mà tôi báo các bạn có tin buồn, đón mò này cũng ra chứ phải không, nhưng mà nó ra có một miếng à. Mà khi mà kinh điển nó thâm sâu như vậy mà mình đón mò đó thì mình coi nó ra vậy. Khi mà mình không hiểu giáo lý đó, mình dễ bất mãn Phật pháp vì một cá nhân tăng ni này, một ngôi chùa, một tổ chức nào đó dễ. Tại vì Phật pháp trong lòng mình nó chỉ có miếng đó thôi, bây giờ cái miếng đó nó bị ôi rồi xong liền. Đó, khi Phật Pháp là một ngọn núi, Phật Pháp là một ngọn núi, là một đại dương. Thì trên ngọn núi đó bây giờ mình có phát hiện một đống phân, thì cái đống phân đó nó đâu đủ đại diện cho ngọn núi. Mà đằng này ấy, cái ngọn núi mình biết một miếng nhỏ xíu, cái diện tích nó bằng cái diện tích của đống phân. Cho nên khi mà mình thấy cái đống phân đó là coi như là xong. Cái chỗ cái diện tích Phật Pháp mà mình biết nó bằng vừa vặn với cái chỗ mình bất mãn. Còn giống như cái núi đó mình chỉ biết có một lõm thôi. Thì bây giờ cái đống phân kia nó nằm chèn kẹt cho nó là đầu xong, bỏ. Trong khi mình phải nhớ rằng ngọn núi đó nó bao nhiêu km vuông. Mà cái đống phân này nè, cái xác thú chết này nè, nó chiếm có bao nhiêu diện tích cho nó, chút xíu. Mình quẹo qua nằm đi chỗ khác. No. Đằng này là nguyên ngọn núi mình mong mình chỉ biết có một lõm bờ lớn như là bằng cái chén vậy đó. Thì bây giờ đứa nào lên nó phứa rồi đó, nó tương ra nó một bãi là đầu xong. Là mình thua, mình mất hẳn cái phần núi đó luôn, đúng không? Nhớ cái đó rất là quan trọng. Ok, chúc các vị một ngày vui.